toàn khu trung ương Định Hóa, nằm ở trung tâm căn cứ địa Việt Bắc, nơi có địa thế hiểm trở, tiến có thể đánh, lui có thể giữ. Có đầy đủ yếu tố, địa lợi, nhân hòa, đã trở thành địa bàn hoạt động an toàn của các cơ quan đầu não kháng chiến. Khu căn cứ địa này đặt tại huyện Định Hóa, nằm ở cực Bắc tỉnh Thái Nguyên. Đồi Tỉn Keo nằm sâu trong núi rừng Việt Bắc, nơi Hồ Chủ tịch và Bộ Chính trị đã quyết định số phận tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Trung tâm quần thể di tích lịch sử an toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên thuộc xã Phù Đỉnh là một ngọn đồi hình đầu ngựa thấp dần về phía trước, quanh năm rợp tán xanh của những cây chám, cọ, vầu, móc, trầm hương. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, tại đồi Tỉn Keo, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã họp thông qua kế hoạch tác chiến tấn công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhiều sắc lệnh quan trọng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ký ban hành tại đây, trong đó có luật về nghĩa vụ quân sự, sắc lệnh tổng động viên về giảm tô và cải cách ruộng đất. An toàn khu, thủ đô kháng chiến, cũng là nơi diễn ra các hoạt động ngoại giao của nước ta hồi ấy. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng kính mời quý vị cùng tham quan di tích lịch sử Tỉn Keo thuộc an toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên. Kính thưa toàn thể đoàn, phần tiếp theo hướng dẫn viên xin phép được giới thiệu về di tích lịch sử Tỉn Keo, nơi ở làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà Tỉn Keo theo tiếng dân tộc Tày nơi đây thì Tỉn có nghĩa là chân, còn Keo là đèo. Tỉn Keo được gọi là chân đèo, dưới chân đèo xe và tựa chân núi Hồng. Các địa danh này đã được đi vào thi ca lịch sử của nước nhà. Vui từ Đồng Tháp, An Khê, vui lên Việt Bắc, đèo xe, núi Hồng. Tỉn Keo là một trong những địa điểm di tích nằm trong quần thể di tích ATK Định Hóa, đã được Đảng Nhà nước đánh giá là quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Chính tại căn lán đơn sơ nhỏ bé này đã diễn ra rất nhiều các sự kiện lịch sử quan trọng. Và Bác Hồ kính yêu của chúng ta được sinh ra từ một nhà nho học nên rất thông thạo về địa lý, khi chọn nơi ở làm việc đều dựa vào thuật phong thủy Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Vì vậy mà Bác đã dặn các đồng chí giúp việc khi chọn nơi ở làm việc cho Bác phải chọn đúng các tiêu chí, giống như những câu thơ dễ nhớ các đồng chí nghe nhiều thành quen. Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta chơi, tiện đường sang bộ tổng, thuận lối tới trung ương, nhà thoáng giáo, kín mái, gần dân, không gần đường. Tỉn Keo đã đáp ứng được tiêu chí đó, có nghĩa là hai phía của lán đều có các dãy núi song song bảo vệ cho bản Tỉn Keo. Và từ nơi đây đoàn chúng ta có thể vượt đồi Tỉn Keo lên tới đèo Re và sang tới quần thể khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào Sơn Dương Tuyên Quang, một mốc son lịch sử trong cách mạng tháng 8, cách đoàn dừng chân gần 6 km đường ngựa đi. Nơi đây rất gần với con suối nhỏ chảy qua, đó chính là thác 7 tầng Khuôn Tát. Danh thắng đã được Đảng Nhà nước đánh giá là danh thắng xếp hạng cấp quốc gia. Thác nước còn là một trong những yếu tố không để lại dấu vết xưa kia Bác thực hiện khẩu hiệu để giữ bí mật, đó là đi không dấu, nấu không khói và nói không tiếng. Đi đến đâu xóa hết vết dấu, không để lại vết dấu, mà sang tới nơi ở làm việc của Bác tại Khuôn Tát, cách đoàn dừng chân còn 2 km nữa là ở bên Hữu, mà sang tới Tỉn Keo lại là ở bên Tả. Vì vậy mà bước qua dòng suối này sẽ không để lại dấu vết nữa. Tiện hơn nữa, cách đi hơn cây số là tới Thẩm Khen, nơi ở làm việc của Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Cách đi hơn 2 cây số tới Nam Mon, nơi ở làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng. Cách đi 15 cây số tới Bảo Biên, Bảo Linh, nơi ở làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt nơi đây còn rất gần với dân, quân với dân một lòng như cá với nước. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Kính thưa toàn thể đoàn, chính tại căn lán này đã diễn ra rất nhiều các sự kiện lịch sử quan trọng. Đặc biệt vào hạ tuần tháng 9 năm 1953, ta có được bản kế hoạch Nava. Tướng 4 sao Nava được bổ nhiệm làm Tổng Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Pháp tại Đông Dương từ ngày 8 tháng 5 năm 1953. Nava chủ trương phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tập trung bình định ở miền Nam. Mùa thu năm 1954 sẽ tập trung quân ra miền Bắc để tiêu diệt chủ lực của ta, hoàn thành thôn tính nước ta trong vòng 18 tháng. Nhưng khoảng giữa năm 1953, Nava đã tập trung ở đồng bằng một lực lượng quân cơ động mạnh chưa từng có, chờ đón cuộc tấn công của ta. Và nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày, Bác ngồi họp với tư thế bình thản,
Chợt đôi mắt bác lộ vẻ chăm chú, bàn tay bác đặt trên bàn bỗng giơ lên và nắm lại. Người nói, địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh. Không sợ, ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn. Vừa nói, bàn tay bác bỗng mở rộng ra, mỗi ngón chỉ về một hướng, và bác khẳng định về hướng hoạt động, lấy Tây Bắc làm hướng chính. Các hướng còn lại là hướng phối hợp. Hướng chính hiện nay không thay đổi, nhưng trong hành động có thể thay đổi, phép dùng binh phải thiên biến, vạn hóa. Ngay trong cuộc họp hôm đó, người đã quay sang chỗ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nói, chú Giáp này, chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng, không những về mặt quân sự mà cả về chính trị, không những trong nước mà cả về quốc tế. Vì vậy, toàn đảng, toàn quân và toàn dân phải tập trung hoàn thành cho kỳ được. Kính thưa toàn thể đoàn, sau khi quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất tại Đông Dương, một lần nữa, vào ngày 6 tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để thông qua kế hoạch tác chiến chiến cuộc Đông Xuân năm 1953-54, đỉnh cao là hạo quyết tâm mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Và đến dự cuộc họp có các đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Tổng quân ủy Bộ Tổng tham mưu báo cáo tình hình tấn công Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị phân tích tình hình các mặt nhận thấy khó khăn lớn nhất của ta là về mặt lương thực và dân công tiếp tế. Bởi tuyến đường từ chiến khu Việt Bắc lên tới mặt trận Điện Biên Phủ phải trải qua bao đèo cao suối sâu dài trên 500 km. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Bộ Chính trị kết luận về địch, Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh, nhưng chúng có cái yếu cơ bản về mọi mặt tiếp viện, tiếp tế đều dựa vào đường hàng không. Về ta với chất lượng được nâng cao một bước trong chỉnh huấn, chỉnh quân và với những kinh nghiệm sẵn có và sự tiến bộ của trang bị kỹ thuật, tới đây quân đội ta sẽ đánh thắng được tập đoàn cứ điểm. Còn về vấn đề lương thực tiếp tế cho chiến dịch đúng là một khó khăn rất lớn, nhưng với sự quyết tâm của toàn đảng, toàn quân và toàn dân và cả hậu phương đang chuyển mình trong cải cách ruộng đất, nhất định sẽ cung cấp đủ cho chiến dịch. Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với bí danh Trần Đình và thông qua phương án tác chiến của Tổng quân ủy và đã góp phần lên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và sau khi hòa bình lập lại tại Đông Dương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định rằng rõ ràng Thái Nguyên là thủ đô kháng chiến của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dạ vâng, xin được giới thiệu mấy đoàn, phía trước căn lán còn có cây hoa sâm bụt chính tay Bác Hồ trồng. Nay đã hơn nửa thế kỷ nhưng cây hoa vẫn tươi tốt, đi tới đâu bác cũng trồng hoa sâm bụt. Phải chăng đây chính là tình cảm của bác dành cho quê hương khúc ruột miền Trung? Và khi trở lại với vùng chiến khu Việt Bắc xa xôi, bác đã từng tâm sự với một số đồng chí bảo vệ giúp việc. Trong bờ sâm bụt nhớ mẹ cha, trong cây đa nhớ làng xóm. Nhà thơ Phan Thức khi trở lại Tỉnh Keo đã từng cảm nhận: con lặng người một sớm Tỉnh Keo, sương mù xanh trắng trời Định Hóa, cây sâm bụt bao mùa hoa nở, có dịu lòng nỗi bác nhớ quê. Và phía dưới còn có căn hộp vuông, hệ thống giao thông đường hào chạy khắp cả đồi Tỉnh Keo là nơi thoát hiểm khi có động. Căn lán thứ hai là căn lán của bộ phận bảo vệ giúp việc bác, đã được bác đặt tên như 8 đồng chí. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, tên thật của các đồng chí đều được giữ bí mật. Bác đặt tên như vậy là thể hiện một niềm tin, một ý chí. Và trong thời gian bác ở làm việc tại đây, bác còn có một căn chòi ở phía đỉnh đồi Tỉnh Keo, cầu thang bắc lên ba bậc là nơi người nghỉ ngơi. Để đảm bảo an toàn bí mật cho bác, căn lán cận vệ được dựng giữa lưng đồi Tỉnh Keo. Và sau đây cháu xin trân trọng kính mời toàn thể đoàn sẽ tham quan khu di tích lịch sử Tỉnh Keo ạ. Bác đi đến đâu trồng sâm bụt rồi kìa. Gia đình mới nhất là sâm bụt ở quê rồi nhỉ. Bác mấy người em thì mất đấy, mất rồi. Và quê đi sâm bụt. Là nơi người tiếp khách, ngăn trong là nơi người nghỉ ngơi. Và bác nói rằng
Làm lán nhỏ như thế này vừa dễ dựng lại dễ phá, cần tránh chỗ này đi chỗ khác. Toàn bộ quần áo lặt vặt có thể cho vào những túi gói bị lưới rất đơn giản và dễ dàng. Còn tài liệu chúng ta có thể cho vào những ống thang, ống tre, ống nứa. Khi thấy động thì quăng vào bụi rậm, địch sẽ không phát hiện ra. Và đoàn chúng ta có thể quan sát các căn lán này. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn đoàn đã chú ý lắng nghe. Và xin gửi tới toàn thể đoàn lời chúc sức khỏe hạnh phúc. Chúc đoàn thượng lộ bình an ạ. Được sống lại những phút giây của lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc và cách mạng thành công là nhờ Việt Bắc, những con người Định Hóa thật là tuyệt vời. Đến bây giờ vẫn như vậy, vẫn thấy ở đâu u ám quân thù nhìn lên Việt Bắc thì thấy rất tin tưởng. Vâng ạ, kính thưa toàn thể đoàn, nơi đoàn đang dừng chân ở đây chính là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, được đặt trên đỉnh đèo Xe Núi Hồng. Địa danh đèo Xe Núi Hồng là một địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử cũng như đi vào thi ca. Nhà thờ Tổ Nghĩa đã từng viết những câu thơ: tin vui chiến thắng trăm miền, hòa bình Tây Bắc Điện Biên vui vẻ, vui từ Đồng Tháp An Khê vui lên Việt Bắc đèo Xe Núi Hồng. Đỉnh đèo Xe đây trong mắt các nhà quân sự là điểm giáp danh giữa hai ATK, ATK Định Hóa của tỉnh Thái Nguyên và ATK Tân Trào huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang, là một nơi bản làng nghèo nàn thưa thớt. Dù máy bay địch có săn soi nhưng cũng không thể ngờ rằng nơi đây chính là nơi chùa Sách Bụt Vàng. Và dưới chân đèo Xe 800m ở dưới này ạ, là phủ chủ tịch bằng tre nứa trong rừng kháng chiến của Bác Hồ. Và cũng để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, khi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Đảng bộ nhân dân các dân tộc thành phố Hà Nội đã cùng chung tay chung sức với Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên long trọng khánh thành công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh như đoàn đang dừng chân ở đây. Công trình được xây dựng đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật của Người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2005. Và công trình cũng là một món quà vô cùng ý nghĩa và to lớn của nhân dân thủ đô hòa bình tặng nhân dân thủ đô kháng chiến năm xưa. Toàn bộ các hạng mục công trình được xây dựng trên tổng 21.000m², bao gồm tứ trụ, tam quan, nhà dân hương tưởng niệm và khu công viên ở phía sau này. Là điểm đầu tiên lên tới nhà tam quan đây, bao gồm 115 bậc ghi nhớ công trình được xây dựng đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật của Người. Bước tiếp đó từ tam quan lên tới nhà dân hương đây là bao gồm 79 bậc nữa, tượng trưng cho 79 mùa xuân vĩnh cửu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và công trình cũng được xây dựng theo lối đền chùa truyền thống 2 tầng 8 mái. Tầng 1 là nơi đoàn nghỉ ngơi dừng chân uống nước, tham quan và mua sắm cho mình những ấn phẩm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tầng 2 là chính điện dân hương. Giữa gian chính điện là bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nặng 4 tấn đồng và được khắc ngoài, được khắc vào ngoài bằng 6 cây vàng. Tượng được làm lễ hô thần nhập tượng tại nơi đây vào tháng 8 năm 2008, sau phố Hòa Thượng Thích Thanh Tứ từ Hà Nội đứng lên làm chủ lễ. Phía bên trên cao bức tượng là ngôi sao vàng và bốn liềm đắp nổi. Hai bên là cặp câu đối của giáo sư sử học nổi tiếng Vũ Khiêu: thâu hết tinh hoa kim cổ lạc, xây cao văn hiến nước non này. Và ngoài ra còn có những câu đối, câu đề được làm bằng gỗ rổi, sơn son, thiếp vàng để tạo sự kính cẩn, tôn nghiêm. Và 32 bức ảnh tư liệu khái quát về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp tại ATK Định Hóa cũng như ATK Tân Trào ạ. Công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào 11 năm hoạt động, thu hút trên 10 triệu lượt khách đến tham quan dâng hương tưởng niệm. Nơi đây chính là nơi trung tâm trong khu di tích lịch sử an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên, là hồn thiêng sông núi, là bức tượng đài của khối đại đoàn kết dân tộc, là điểm đến của du khách trong nước cũng như du khách quốc tế và là nơi hành hương về nguồn của thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau. Bảo vệ đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
với niềm tin yêu và đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc chiến khu Việt Bắc, người nhận định cách mạng đã do Việt Bắc mà thành công thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi. Thực hiện đường lối trường kỳ kháng chiến quyết định thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ khởi phát từ Athena Điện Hòa. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã làm nên chiến công, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chúng con ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta, biển rộng, tình thương của người đối với đồng bào, đồng chí bao la không bờ bến, lòng tình yêu của toàn đảng, toàn dân ta đối với người là vô hạn. Trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam, khắc sâu lời hiếu của Ban chấp hành Trung ương Đảng, tổng tài lễ truy điệu người, dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2016, tức ngày 22 tháng 5 năm Kỷ Thân, đoàn chúng con xin dâng lễ thắp nén hương, bày tỏ lòng biết ơn của những đóng góp cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự trường tồn của dân tộc. Chúng con nguyện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người, cầu cho quốc thái dân an, người hiền linh phù hộ độ trì, ban niềm hạnh phúc thanh đạt và thịnh vượng. Và thầy tòa đọc thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trân trọng kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm.